Cắm hoa là giàu lắm nghe. Ai cũng nói câu đó. Ủa có giàu không? Không biết có giàu không? Có nhà. Cuối liền. Không đâu lương trước điều gì. Đúng rồi, đâu biết được nói chung á là thí dụ nha, mà anh có cưới em á thì em chịu hà, chứ em không có từ chối đâu. Sẵn tiện đường rồi chạy qua đây thăm hai đứa luôn mà giờ bội sao nó hôm nay nó mới móc silicone á, còn mới móc vào chiều dịch đang chảy máu quá trời, phải cho nó lên. Một anh đây là anh này ở Bình Tân, ở Bình Tân nha quý vị nha, Bình Tân tên lửa qua đây là rất là xa nha, là bến xe miền Tây đó. Nhưng mà tại vì là anh nghe Nhi có mở cái khóa đào tạo cho BD, anh muốn qua đây đăng ký học. Anh sẽ là học sinh đầu tiên. Sau đây là bài đầu tiên, bài số 1, lột chuối. Nói chung là ngưỡng mộ cái thời mà cái đợt mà như còn hát ở bên Phương Nam, Phương Nam á, dạ, ngay chỗ Casa Đồng Nai. Rồi nói chung là cũng qua đó thường xuyên rồi. Anh em nói anh nghe nè, ông mấy giờ nói chuyện với em, anh lột mấy cái này ra cho em đeo đi. Thôi đừng mà dễ thương quá, nói gì làm đó. Phải chi mà chồng tôi cũng dễ sai dễ biểu vậy đó, chán vậy. Không, thường thường là vậy á, thường thường là chồng con là nói vậy á. Không phải, em nghĩ là chắc lại là mới á, với lại anh chưa phải là chồng em, chứ là chồng em chắc anh cũng đánh em lên bờ xuống ruộng thôi. Tôi không hết sao mà đánh. Không, thích vậy à. Không, nói chung là cưng như trứng, cưng như hoa, thì sao mà nở lòng nào mà đánh. Đúng không, người ta thiệt nhỏ nhắn xinh xắn vậy mình nở lòng người nào mà đánh. Người ta dễ thương biết là bao nhiêu. Mà ông nghĩ sao mà ông nói tôi thích bị đánh. Có con bóng nào mà nó khùng tới nỗi mà nó thích bị đánh không? Ngộ vậy. Trời ơi, là chờ BD chứ đâu phải bao cát đâu mà tự nhiên kêu thích bị đánh. Con mập mập này nó thích bị đánh nè. Con bé hụt lu nè. Thích đá vô cuốn họng. Nó thích có chồng thích đá vô cuốn họng nó đó. Khổ ghê. Quay quả anh không ăn được thì đừng có quay nữa cho em lột chuối rồi ăn chuối được. Chán ghê. Ê, giờ này còn bán bột chiên không bu? Kêu ra bán hộp bột chiên ăn coi, thèm ăn bột chiên. Kêu bài ra bán cho lời. Mấy giờ? Giờ ăn gì chưa? Em ăn hồi chiều, em ăn rồi, tới giờ em hơi đó, chưa đói. Bí quyết gì mà mình giữ được cân ký hay? Trời, em nói anh nghe, bây giờ anh muốn giảm cân em chỉ cho, nhưng mà phải quyết tâm nha. Không, thì anh chỉ nghiêm túc nha. Ăn chuối, ăn khoai lang nhiều. Không, mấy nói thiệt, không có nói gì. Tại vì em nhìn cái tướng anh là em biết anh phải ốm rồi. Không, nói chung là anh đi tập, nói chung là... Không, anh càng tập nó sẽ càng lên. Đúng rồi. Dạ. Trời, dạ được anh. Nói chung bữa giờ tụi em bán ok đó, không có bị sụm nụ. Đều vui vẻ. Nói chung là phải gần mình thì qua ủng hộ mỗi ngày được. Còn nhiều khi chứ là anh hiểu sao không? Thật ra là vậy nè, tụi em bị một cái là tụi em bán không có đều. Cái là người ta qua cái tụi em không bán, thành thử ra người ta không đi. Bây giờ người ta đã biết cách nắm cái lịch bán ở trên YouTube rồi. Mấy anh YouTube cũng hỗ trợ á, bữa nào tụi em bán mấy anh đó đăng, thành thử ra là khách biết, bởi vì thành ra tụi em bán được. Chứ còn hôm bữa là không có, bị thiếu sót, bởi vì bị ế. Nói chung là nhiều khi không có quà, thế thì nhiều khi một cái đoạn đường nó xa quá thôi, cái nào cái... Thật ra là nếu như mình muốn đi thì nó không có xa. Ví dụ giống như là yêu anh mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo là vậy đó anh. Còn anh nói vậy thì em đã biết anh đâu có yêu gì em. Vì bữa nay trèo qua nè. Bơi đi, anh bơi qua cái sông mà giùm em. Vừa nhảy xuống lại làm cái tủng là nó mất luôn. Không, không có mất. Mà anh xuống là nước tràn ngược lên đây. Chứ làm sao mà mất được. Nói chơi chứ vậy nè anh. Sáng anh ăn sáng. Anh ăn một cái cử sáng thật là hoành tráng cho em. Ăn cho đã luôn. Trưa với chiều với tối á, anh ăn ít lại, hay gì giống như bình thường anh ăn một tô cơm anh phân nửa thôi. Nhưng mà trước khi mà ăn cái đó thì anh ăn cho em một trái chuối với lại mấy cái củ khoai lang. Uống nước lọc, đừng uống nước ngọt, uống nước lọc không á, nó làm cho kiểu như cái đó nó lình bình trong bụng mình á, nó làm cho mình bớt cái cảm giác đói, cái thèm ăn, cái mình sẽ giảm bớt đồ ăn tinh bột. Rồi thí dụ mà anh thèm ăn tinh bột, anh mua bánh mì sandwich mà cái kiểu như sandwich lúa mạch á, cái màu nâu nâu á, anh ăn cái đó nó cũng đỡ.
phải chi mà anh ở chung với em là em sẽ làm hết những cái chuyện này. Thôi đi thôi, ghê không, ghê không, kêu má đi qua cưới em. Ok. Ê, ghê không, ghê không? Dạ đây tôi gài trai hay lắm nghe. Trời ơi, hai bà làm lại tôi không? Trời ơi, làm gì có cửa. Chị, cái máy của chị dễ thương ha. Cái máy chị là máy hiên kéo nửa đường á. Máy của bà 73. 73 không có sao nha, bé học lưu nghe. Dễ thương quá không? Hai mèo rất là dễ thương, mặt rất là trẻ dễ thương nha. Có hả? Không, tại biết sao không? Tại bà đẹp quá, tôi tưởng bà là bóng lộ BD má ơi. Tôi không có nghĩ bà là con gái đâu má. Thiệt. Nhưng mà hôm nay bà cắt cái máy này nửa chừng là cái lúc mà bà làm con gái là bị cúp điện nè. Làm nửa đường. Bởi hơi sai sai. Sai. Chiến này sai rồi. Em kìa, em chán dễ sợ, hôm qua tối nằm lướt lướt YouTube á. Mình giỡn, giống như một mình Yumi giỡn quá. Thì hôm bữa Yumi á cũng bị, sau lúc đầu á là em đứng chiên không, cái Yumi giỡn không, cái người ta Yumi lanh quá, cái bị nó là bị này bị kia làm lố. Cái mình mới thấy vậy thì mình mới lăn, mình chạy ra, mình dạo này là em mới giỡn nhiều xíu để cho Yumi cân cân lại bớt. Thì giờ tới em bị chửi. Thôi ở trời nó vậy. Buồn ghê. Ok. Nhưng mà nói chung không có chửi nhiều, chửi ít ít à. Cũng được. Chứ để ý, không ai chửi cũng buồn. Nói vậy thôi, hồi đóng người chửi nữa. Nói chứ buồn nghe, bị chửi là buồn lắm á. Kiểu như có suy nghĩ động động lại trong đầu á. Ủa chết rồi, có khi nào mình bị hớ, mình bị làm lố không? Nhưng mà thôi kệ đi. Làm viết thì đương nhiên sẽ có thôi, đúng không anh? Mới ra thì đương nhiên người ta sẽ mới, thì nó sẽ mến mình. Nhưng mà về đường dài, bữa giờ cũng 3-4 tháng rồi. Đương nhiên là phải có này có kia. Nói chung là mình ít có khi nào được hoàn hảo. Nếu đúng mà không rồi. Có chuyện thì sao mà... Nhưng mà nếu như em mà hoàn hảo thì em đâu thể nào mà ngồi đây được. Đúng, chính xác. Là em phải lấy Kim Lý. Em không thể nào để bà Hồ Ngọc Hà bà đẻ được. Thiệt sự luôn, em rất là buồn. Hôm bữa em nằm mơ em thấy không, Kim Lý đi khách sạn với em, bà Hồ Ngọc Hà bà khóc quá trời, bà năn nỉ em á. Ngủ bữa trưa bữa đó đó. Là tự nhiên cái giờ nghe bà đẻ tức. Chán dễ sợ. Thì cuộc sống này giờ không biết sao chứ. Tướng ngon ghê. Không, nhưng mà anh là không phải là bị mập đâu, anh bị đô quá, đúng bị rồi, to, muscle á. Anh mà tập nữa là ra muscle đó. Không, anh không có tôi, nói chung là bây giờ là chỉ đang tập cơ bụng nhiều. Siết 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 lại rồi, đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ anh siết lại nó sẽ chắc lại. Chứ không có. Nhưng mà bây giờ mà anh thả lại bụng luôn nha. Đúng rồi, đúng rồi. Những cái người đang đương dưỡng cái thể trạng như anh là đang rất là khó luôn. Thà là ốm tập cho nó đỡ, còn như anh như vậy là phải kỹ. Anh không dám ăn. Anh mà ngồi ăn hộp cá viên chiên kiểu này là em quỳ em lại anh đó. Những người mà tập rồi ta không có dám ăn đồ chiên buổi tối. Đúng, chính xác. Tại vì nói chung là qua đây chủ yếu gặp em rồi. Với em biết cái tình cảm rồi. Thôi giờ cưới nhau đi. Ngoại. Đợi rồi, ơi, kêu bà ngoại luôn rồi đó hả? Bây giờ ngoại gả nhiêu cho con nhiêu, bà ngoại nói đi để con về xin mẹ con của hồng môn. Rồi bà gả không luôn đó, bà mừng lắm đó. Trời ơi. Đừng có hỏi. Vậy ở ngoài trời. Ồ, bà gả không đó. Ý bà như cúng giường rồi, bà kêu rồi đem đi đi, đem đi đi. Sao mà tệ dữ vậy nha. Trời ơi, chán lắm trời. Người ta nói em cúng hay quay cho em luôn kìa. Cúng mày đó, quỷ. Quỷ mập. Đem mày đi quay đó. Không, mà với người Hoa đó. Gã là phải có con heo quay. Giờ biết không? Hai tạ bánh. Dạ con biết. Bánh người Hoa. Ủa anh người Hoa phải không? Không, anh không người Hoa. Sao nhìn mặt giống người Hoa vậy? Sao anh nói anh vậy á, nhưng mà anh người Việt. Nói chung là tại vì người Hoa đám, người Tiều của em đám cưới là không có cho bưng mâm. Thôi em ơi, quay nãy giờ không này nè. Đúng rồi, đúng. Phải đàn bà có gia đình đi qua gánh. Quay nãy giờ đúng không? Đi lỡ rồi. Để cũng phải hai gánh bánh. Dạ dạ. Hai gánh bánh là đẹp mà có sao đâu sợ. 180 ca. Cái anh vậy anh còn quay lên cái gì anh? Hỷ Lâm chết rồi mua. Anh Hỷ Lâm Môn mới chịu. Ngoại bà nói Hỷ Lâm Môn chứ thiệt ra không phải Hỷ Lâm Môn đâu. Biết ở đâu, ngay chỗ chợ Bình Tiên á, cái chỗ chuyên cho làm bánh đám cưới á. Nhưng mà trời ơi, người Hoa đám cưới là ăn bánh không à. Đúng rồi. Nhưng mà em thì thôi, bánh trái gì mình vàng được rồi chứ. Nhiều hộp đó, mua mấy cái hộp xòm mà. Vậy là cái hộp này đi. Bánh chi rồi bắt công rồi. Rồi, đó mưa rồi đó.
Ê, căng dù với bạc đi. Ngồi xíu thôi. Bạc chưa có. Còn không, cái này gió phất à. Hết rồi, dẹp luôn. Hết rồi. Dẹp luôn. Dẹp. Sớm còn sớm mà. Nhà em là nhà người Tiều gốc. Anh em gặp em nội ngoại Tiều. Tiều Châu, gốc ở Chợ Lớn. Ngay chủ, thí dụ mà bây giờ cưới liền á là được về quận 5. Còn mà cưới chậm quá là mẹ em bán nhà là khỏi về. Nhà 12 mấy á, nay thử đi. Thì kiểu chừng tới mẹ em mua nhà ở đâu thì về đó. Tại vì mẹ em đang chưa bán. Bán để mua nhà đất, tại nhà bên nhà chung cư. Người ta đang vô người ta mua cứ đang có giá. Không, nếu mà mua nhà phố khỏe hơn. Giờ căn vô căn bằng mình lấy vô. Mình đến đi về đâu? Em không, em thì em muốn mẹ em đi về quận 10, quận 11 rồi đó. Cái khu đó cũng người Hoa. Người vô hẻm, đông vui hơn, đúng không? Ở quận 5 thì là mình có làm gì có cửa nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là bán thì được nhưng mà mua là mua không có được đâu, bán là hết rồi đó. Đóng bàn đi. Bữa giờ mình đâu có đi diễn đâu. Không có diễn. Tuần này là ngày chủ nhật em có diễn không? Ngày chủ nhật là mấy anh ê không, ngày mai trưa mấy anh không đi được. Ngày chủ nhật là mình đi dễ băng đỏ á, chủ nhật chỗ cũ. Chủ nhật á, chủ nhật thứ bảy là sao ba? Ngày mai thứ bảy rồi. Ngày mai tối là 10 giờ ra Vĩ Dạ là em với ngoài đó hát, mà giờ Du Mi vậy không biết nó có hát được hay không. Em nghe thôi, Du Mi nó hát được rồi. Thì bởi vậy bây giờ một mình em sẽ em cân hết. Ra ủng hộ thôi, được rồi. Bạn có một người kêu số phụ chứ, trời ơi, kêu một mình rồi làm bóng điên à. Không, nếu như Du Mi vậy thì hồi hồi em sẽ kêu Thảo ra. Tâm Thảo mai cũng bị chống xô, tự ác dễ sợ bữa nay cái báo hủy xô ngày mai của người ta. Tâm Thảo á, để hồi em lên em kêu nó. 10 giờ là ra Vĩ Dạ, quay Vĩ Dạ ha, cho nó lạ đó. Đó vậy chưa? Ngày mai chiều em đi sinh nhật thứ hai. Ở chế ở trong Ford Beer Club mà đâu có gì đâu quay. Vô chẳng quay tôi uống bia hay gì. Mày có Ford rồi, chắc tôi đi. Gia đình tao không mà, với lại gia đình của tao là bên đỉnh là BD chứ không U Mau. Thẻ ừ đó đó. Nói chứ nó dễ thương lắm đó. Em bận ha, hay là cái gì ha, hay là nó mà đang bệnh, đang sốt mà kêu qua dọn hàng cũng qua dọn đó. Con bé này nè dễ thương lắm. Nó chỉ là kiểu như chị em với nhau mến nhau thôi mà nó dễ, rất là dễ thương. Nhưng mà nói gì nói chứ nó cũng hay mượn tiền em dữ lắm nè. Tôi có trả không? Có, nhưng mà ý là vậy đó. Nghe em nói chuyện á là đừng nghe câu trước, phải nghe lầu cái câu sau. Có nào đi lên không má? Nói trước là em nhẹ nhẹ không à. Anh làm gì ban ngày, anh làm gì? Anh là phải cắm hoa đi đó kìa. Ủa giỏi quá vậy. Hoa tai rồi. Cắm hoa là giàu lắm nghe. Ai cũng nói câu đó. Ủa có giàu không? Không biết có giàu không, có nào cưới liền. Trời ơi chết tôi rồi, nghĩa là tôi trúng rồi. Nói chung là không, tùy mùa. Đúng rồi. Bạn em là Thương ơi Flower, anh biết không, ở quận 5 á, đường Trần Đạo. Biết Thương ơi Flower lúc trước là ok lắm. Nói chung là bây giờ là từ lúc dịch đó tội nghiệp, một cái lợi tiệm lớn mà giờ phải dời tiệm nhỏ, bây giờ dịch đó. Nói chung là anh làm tự do, nói chung là anh có thu qua thường, nói chung là không có mở tiệm đâu cho nên có chết. Không có chết gì mấy cái tiệm mặt bằng. Bây giờ em nói anh nghe nè, một tháng mà anh làm hai cái đám cưới đó là anh mua nhà cái chắc rồi đó. Nói chung là mới có được gốc tư cái nhà thôi. Ủa em cũng phải chi nữa chứ bộ. Trời ơi, mới có được gốc tư rồi còn ba gốc còn lại sao giờ. Thì làm tiếp. Ba gốc còn lại giờ em kiếm ở đâu ra. Chết tôi rồi. Chứ nói chung là bây giờ là đủ sống, đủ sống. Không, nói chung mua nhà thì nói chung cái đó là cái ai mà chả muốn, nhưng mà mình đủ cho cuộc sống của mình nó thoải mái là được rồi. Đúng rồi. Chứ đừng có mà đi. Mình có nghề là thấy đã ngon hơn ta đó. Người ta phải đi làm công là thấy mình là mình có nghề. Mình không làm công như ai là mình đã ngon rồi. Anh thấy như em không? Không có được đi làm phải tay chân rồi đó. Hóc giá. Nói chung là bây giờ em bán cái này nó cũng là thị trường. Nói chung là
cái này nó không có đến đường dài cho em được, anh hiểu không? Nó chỉ là một thời gian, giống như bây giờ em đang được mọi người yêu thương thì mọi người ủng hộ vậy đó, với là nó đi chung với cái nghề ca hát của em, nó đi song song. Rồi bây giờ em hỏi anh là BD còn trẻ còn đẹp, người ta còn thương, đúng không? Tre già thì măng mọc, đúng không anh? Chừng vài năm nữa thì cái lớp trẻ hơn em tụi nó lên, rồi tụi nó sẽ đi theo cái xu hướng mới, thì đương nhiên những người như em sẽ vô tủ lui cung. Thì lúc đó làm gì bây giờ? Lúc đó em định rồi, em ra Bình Hưng Hòa em bán nhang. Em ngồi đó em bán nhang với lại ngân thùng với tiền vàng bạc với bán nhang. Không, bây giờ này, dán đi tháng năm anh có tiền, anh đủ tiền anh mở tiệm anh cưới em về. Ôi, trúng rồi. Không, đâu lương trước điều gì. Đúng rồi, đâu biết được ngày mai thế nào. Nói chung á là, thí dụ như mà anh có cưới em á thì em chịu hà. Chứ em không có từ chối đâu. Em cũng đang tính đi học thêm á. Gì đó hả? Thiệt luôn hả? Thật sự là em đang tính làm make up. Thật sự, nếu mà make up bây giờ nó không có ăn. Em bây giờ nếu mà làm là em với em được gặp học bên nghề nail. Nghề nail bây giờ là đang thịnh hành, đang có ăn nhất. Nếu như mà học nail là em sẽ đi nước ngoài, chứ em không ở đây. Thì em có khả năng nếu... Tại vì anh hiểu không? Tại vì bây giờ nè, này là em nói, em có một người chị bên Úc là trời, chẳng lẽ giờ nói ra đây, giờ nói sơ sơ vậy thôi ha, là cái người chị này là chỉ coi YouTube hôm bữa giờ đó. Bà mới nói là bây giờ ở trong cái thời gian này em đi học nail, em kiếm một cái tiệm nail nào ở Việt Nam em làm lấy kinh nghiệm đi. Đúng, chính xác. Khi nào mà hết dịch chị có thể chị về, chị sẽ tính tới cái chuyện mà chị rước em qua làm. Đúng. Tại vì bà nói là những cái người mà đang làm nail ở nước ngoài á, người ta lâu lâu á người ta phải về đây người ta học lại của những người ở Việt Nam, cho nên là mình phải học những cái mà sao ta, ở nước ngoài nó có cái chất liệu nail nó tốt. Đúng. Nhưng mà về cái cách làm kỹ thuật ở Việt Nam mình lại làm đẹp. Nhưng mà Việt Nam mình làm nail rất lâu. Còn ở bên Úc á, một bộ nail người ta làm có 20-30 phút. Đúng rồi. Làm rất là nhanh. Tại họ bên đó là họ không làm nó kỹ giống như ở Việt Nam mình. Ừ. Đó. Đúng là nhưng mà đặc biệt là không có cắt da kỹ ở đây nha. Đúng rồi. Ở bởi là chỉ lấy cái ben cái sủi đó tất lên, tại vì cắt da chảy máu là chết đó, là làm rất là nhanh gọn lẹ. Bởi vì biết sao, anh hồi đó giờ anh cũng mới xét nghiệm bông rồi, xét nghiệm hoa này là mấy năm nay, chứ ngày trước là bây giờ cái chuyện tự do, bây giờ bên áo cưới nó ra cái là nó ôm trọn xô luôn, nó ôm trọn gói luôn, bây giờ nó khó ăn lắm. Bây giờ nữa, em nếu mà học nghề nail em thì chắc là anh em đi học nghề cho nghề nail nó ngon. Ví dụ sau này em không đi nước ngoài, em vẫn mở tiệm ở Việt Nam, em mở ra chừng 3 ghế thôi, em cũng có ăn. Tại vì sao nail ai bây giờ em cũng nhu cầu, một phần lễ là người ta sẽ đáo lại, là người ta sẽ thay, một là thay thay, hai là phải làm nail để cho nó sạch sẽ. Bởi vậy em có ăn hơn, đó là vậy. Thôi em tính lời rồi. Em làm cái gì? Sang đi. Trang điểm sắc chết. Thiệt. Em có can đảm không? Làm được, chỉ cần có tiền là em làm được thôi. Nói vậy thôi chứ em. Chứ mà không... Covid chết nhiều, vậy là mình đi trang điểm sắc chết là được nhất. Anh đừng có bàn ga nữa. Thiệt. Lu ơi, đi trang điểm sắc chết chung không? Đi trang điểm sắc chết nè. Sắc chết má. Ti bà. Đánh cái tông như bà là ok vui vẻ vô liền luôn. Trời ơi, mặt mọc, cái cổ với cái mặt đi ba tông với nhau. Chán ghê vậy đó.